Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời. Mỗi người lại có một cách riêng để có thể tỏa ngát hương thơm cho đời, nhưng hương thơm ấy sẽ còn có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa nếu trái tim của tất cả chúng ta có thể cùng nhau đồng điệu bằng việc làm tình nguyện. Với mong muốn đó, cô sinh viên năm 2 đến từ Học viện Ngoại giao đã có mặt tại top 8 của cuộc thi MC Volunteer 2022. Cô ấy mong muốn có thể trở thành một ngôi sao, hòa cùng muôn vàn vì tinh tú và lan tỏa, thắp sáng lên những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng bằng hành động tình nguyện. Không ai khác, cô gái ấy chính là tôi, Khánh Linh, với số báo danh 36. Quý vị hãy tiếp thêm sức mạnh cho tôi bằng cách like, share và comment video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!